Ba bơm hồ bơi kìa, đi ra ngoài đó bơi nha, hiểu không? Ôi ôi, nay tao không chịu ẩm ông bà cô chú ơi, người ta cứ đòi đi vậy đó, tự đi tự bò vậy thôi chứ không cho ẩm nữa ông bà cô chú. Quá trời quá tất tung rồi hả? Hello đi con, làm gì hả? Mở kép của bà nội chi vậy? Ơi ấy chết chết à, chết cha rồi, té rồi, tự đứng lên luôn. Ừ, anh hùng ghê chưa, ái cà tự đứng lên luôn đó, ông bà cô chú thấy chưa? Ôi mở kìa, thấy không? Thao, mở được không? Mở được chưa? Trời ơi, ai coi nè ông bà cô chú, Thao rồi, mở được không? Mở được không ta? Đi tao đẩy, đi tao. Ồ, đi qua đây. Ông đừng đụng đụng rồi rồi. Thao đẩy hả? Ai có rộng mặt kìa ông bà cô chú. Ơi, rộng mặt kìa. Quá trời, mở nữa. Từ ơi, tối ngày xuống phá thôi hà, hả không? Ừ, mở đi, lột mấy cái tấm Tết của bà nội trơn trọi trơn. Sao vậy hả? Đi đâu? Bữa nay đi đâu mập? Không rồi, đi ăn gà rán. Bữa nay trốn cháu nội đi ăn đi quý vị. Con dâu với lại cháu nội đi về bên ngoại rồi, giờ hai vợ chồng đi kiếm cái gì ăn. Dâu nó nói ở trên lầu món thái là ở đâu ta? Có phải đi lên lầu nữa không? Con có phải đi lên lầu nữa không hả? À, trên lầu đúng không? À đúng rồi, phải lên thêm lần nữa. Lâu là đi cầu thang nào? Cầu thang mình chưa đi lên lầu trên đó, đúng không? Trên đó là trước phim mà, đúng không? Ủa lên đường này kia, cái đường này là đi xuống mà phải không? À là đi xuống, rồi đi vòng lên kia. Bà nội làm gì vậy? Hay gì vậy? Hả? Tính xu của người ta hay gì vậy? Xu là gì không hiểu không? Xu là cái cắp á. Vậy hả? Mặt này cắp hả? Đây bà nội bữa nay đi coi phim nữa này nha. Coi phim gì à? Lật mặt máy của nhà Lý Hải. Lật mặt máy nhà của Lý Hải. Bữa nay con nó đi rồi cũng có nhà, cháu nội cũng có nhà luôn, cho nên là mình đi quý vị. Trốn nó mình đi. Lâu mình trốn nó mình đi. Ông bà nội ngày hôm nay mới được tự do. Có nghe thấy không? Đó. Ủa sao vắng như vậy? Nằm người kia kìa. Bữa nay mở thêm một cái quán ăn quán Thái trên này. Ủa sao? Có bán không sao vắng quê ạ? À chỗ đây mới mở nè. Ăn lẩu hả? Ờ biết. Thì cứ vô đi. Nó không phải. Là nếu mình không ăn này mình chọn combo khác đúng không? Đây có combo khuyến mãi gì nè. Là hả? Chỉ có một này chọn thôi hả con? Kéo qua. À vậy hả? Sao lúc nãy giờ nó không vô nè? Wow.
À, vậy là phải combo không chứ phải gọi từng món một. Đây. À, con giới thiệu cho cô đi cái combo ở đây mà cái loại nào mà nó đặc biệt mà ngon ở đây của con á. Đặc biệt mà hai người á, đừng có gọi nhiều quá nha. Rồi, nếu hai người là bên con đang có chương trình khuyến mãi thì mình check in tại Facebook của mình á. Ừ. Rồi mình sẽ được giảm giá còn 299 một combo á ạ. 299 hả? Ngon không? Được, bốn món là ngon luôn cô. Cơm màu gọi là gì? Cái gỏi Thái. Gỏi Thái mình gọi riêng đi con. Bên đây là gỏi Thái. À, bên đây là gỏi Thái đúng không? Đây. Gỏi Thái sứa, gỏi Thái. Gỏi nào anh? Thôi gỏi sứa đi. À, vậy tại sao mình không có mình không gọi một cái combo nào mà nó có gỏi sứa nữa con? Không có hả? Dạ, nếu gỏi là chỉ có một combo này là có. À, đây đây đây, hồi nãy nè. Đâu rồi? Nè. Cái này. Tại món này là món gì quên mất tiêu anh? Gỏi đu đủ cua đồng. Chứ không phải là mình dòm vô trong hình thì mình tưởng đâu nó là ba khía. Nhưng mà cái mùi vị của nó đó. Nhưng mà cái mùi vị của nó rất là ngon nha quý vị. Nó y như là cái mùi vị bên Thái mình ăn. Ngon. Còn cái này là cái gì đây? Gỏi trong đó đó. Nó để. Nhìn đẹp lắm. Đẹp đúng không quý vị? Giống như là hủ tiếu. Coi coi, cái tên của nó là tên gì? Bắc Thái tôm. Cái tên của nó là Bắc Thái tôm nha quý vị. Nè, ngon hấp dẫn đi không? Đóng khuôn ngút luôn. Mà cái món này nè, món này phải nói là rất là ngon đây quý vị. Ngon. Có ba con cua. Lên trên đây thì mình ăn đó. Là nó sẽ chọn là combo. Nếu hai người á, nó có những cái loại mà combo 300 ngàn, rồi combo 500, rồi combo 1 triệu. Hai vợ chồng của Misen thì chọn một cái combo là 499, coi như là 500 ngàn đối với mình. Có mấy cái chai nước, mấy cái nước. Nước này gọi là cái gì bốn mùa bắt ta da. Còn còn cái này là trà trà Thái đỏ. Trà Thái đỏ là cái này. Trái cây bốn mùa, thấy nè. Có trái cây bốn mùa bắt ta da. Rồi, cảm ơn con. Có khăn không con? Rồi. Cái món này là mình cắt ra, mình trộn hết ba cái này vô. Mình trộn đậu phộng, mình trộn cái này. Ai muốn ăn cay thì trộn vô, xong bắt đầu chanh cái mình nặn vô quý vị. À, cái món này ăn ngon lắm nha. Rồi. Chưa, tiếp theo tới món gì đây? Món này là cơm lá dứa. Trời đẹp, dễ thương quý vị. Cơm trái với trái dứa. Đó, đẹp chưa không? Ngon nè. Ôi, nhìn hấp dẫn không quý vị? Nè, nó nóng cung ngút luôn thấy không? Ô quá trời ngon luôn. Một cái combo này rất là nhiều nha quý vị. Một cái combo này rất là nhiều luôn. Để mình xin chút xíu quay từng món để giới thiệu mọi người để lên ủng hộ. Đây là một cái quán mới ở trên siêu thị Sara ở ngã tư Tân Quy nha quý vị. Một cái quán của Thái Lan mới vừa ra. Ngon. Đâu có cắt tôm. Cắt luôn hả? Một cắt không? Mình cắt ra 4 cắt. Từ từ. Bỏ tôm ra. Rồi. Ta cắt 4 góc chứ đâu phải. Nhưng cắt ở ngoài thôi chứ đâu cắt trong đâu. Đó. Rồi xong. Bỏ này lên. Bỏ này lên. À, lấy cái muỗng múc này nè. Múc đậu phộng. Bỏ lên. Rồi. Ớt. Ớt cay nữa mới ngon. Tại vì mình ăn món Thái mà quý vị. Mình ăn món Thái. Rồi. Ớt khô á, bỏ lên. Rồi nặn chanh đều. Để vậy ăn chút trộn trộn chắc nó cũng dính vô. Lên lên. Rồi. Đấy, à cà ri hả con? Dạ. Đó là cà ri thịt gì? Dạ, cà pháo thịt bò. À, cà pháo thịt bò. Dạ. Rồi, là hết món rồi phải không con? Dạ, mình còn hai con chè. À, con chè nữa hả? Rồi, ok con. Ôi. Cà ri cà pháo thịt bò. Ăn với lại bánh mì. Cái món cua này nè, mình phải gỡ ra chứ, đúng không? Mình gỡ là mình ăn luôn. Đó, vậy xong bắt đầu mình mới trộn nó lên.
trộn lên. Đã trộn hẳn rồi. Thì mình trộn con cua đó lên. Mình trộn cho nó thấm á. Ừ, thợ nấu gì mà đi lên trên quán thợ nấu kỳ quá. Ở nhà thợ nấu làm ngon mà lên trên quán thợ nấu ngủ. Trộn quá, ta trộn hẳn rồi, còn con cua là mình bóp luôn. Thôi, ngon. Đồng canh à? Nó chua chua, ngọt ngọt. Có đậu phộng, thêm có rau. Khói nghi ngút luôn vậy. Tôi muốn này ngon anh ha. Ngon. Thôi vậy ăn tại bên Thái thôi nha quý vị. Cái đó đâu đâu phải nóng hả con? Dạ cái đó là chèm. Chút nữa con. À bỏ thêm đá hả? Thôi chút lên đi con. Rồi bây giờ ăn món cà ri. Có bún mì vô không? Đúng rồi. Cho cảm nhận nha. Mời quý vị. Cái cà ri của Thái sao? Thái cà ri cũng nổi tiếng lắm chứ bộ. Nhưng mà nó không được cay. Nào coi. Cái em dùng miếng cà. Cái này thì món này bình thường. Nó lớn lên tao mới nghe. Cái món này nó bình thường, nó không có cay. Vậy hả? Món này không có cay hả? Ủa, cà ri Thái mà nó lại không cay. Nhưng mà món gỏi. Món gỏi này mình phải gấp cho nhiều, mình ăn cho nó cho nó nhiều lên, nó cảm giác rồi, không? Thử cảm giác món gỏi. Rồi. Giờ qua món này. Món này hồi nãy kêu bằng tên gì quên mất tiêu rồi. Bắc Thái gì á? Bắc Thái gì á? Trời đất ơi. Nói chung là nó một cái combo nha quý vị. Một cái combo. Đây còn trứng gà với tàu hũ à. Giống như ăn chay không? Chay đồ chay, của người ta có thịt có hai tôm. Có tôm nổi trên đó thôi chứ, đợi nữa. Món Thái mà. Sao? Ngon đúng không? Có một chú thảo. Ừ. Rồi nó giờ ăn thử món này coi. Nè. Ăn thử cái món cơm trái dứa nè. Cơm chiên trái dứa. Ừ. Đó. Rồi. Rồi hôm nay muốn có gì vậy? Khoai lang tây cà rốt. Có khoai lang tây cà rốt nữa hả? Mùi vị sao? Cho cảm giác. Món này giống anh cơm chiên nhà. Giống anh cơm chiên nhà nhưng mà ngon hay dở mệt lắm. Ngon nhưng mà có nghe cái mùi thôi. Mùi Thái. Ngon giống như anh chiên ở nhà. Thấy ghê không quý vị? Quá trời quá đất ổng rồi. Nhưng cái món này là thấy chiên theo kiểu này nó giống y như cái nhà hàng gì mà món ngon nó nằm đối diện trên Độc Lập đó quý vị. Trong cái ly này á nó có đủ loại trái cây. Trái cây bốn mùa tức là đủ loại trái cây hết quý vị, chứ không phải là chỉ bốn loại đâu, nó rất là nhiều loại trái cây luôn nè. Mà cái ly của nó rất là lớn nha. Một cái combo này quý vị nhìn đi. Một cái combo, một ly này còn thêm hai chén chè nữa nha quý vị. Đó là nó có bốn món như thế này nè mà nó chỉ có 500.000 thôi quý vị, rất là rẻ nha quý vị. Ngon lên năm ủng hộ quý vị ơi, tại vì thấy cái quán này mới mở nó cũng rất là đẹp, cạnh ngay chỗ cái chuẩn bị vô xem cái rạp chiếu phim đó quý vị, vị trí rất là đẹp nhưng mà mới mở chưa ai biết là sao á. Giá cả thì so với lại Misa đánh giá là rất là rẻ mà món ăn ngon nha quý vị, nhưng mà khách thì lại ít. Mọi người đến ủng hộ quý vị ơi, cho người ta làm ăn được thì cái khu vực của mình nó mới phát triển quý vị. Quay cho mọi người xem nè, không cảnh rất là đẹp, rộng rãi lắm quý vị, rộng rãi lắm, rộng tới ở bên ngoài bên kia luôn quý vị, và xuyên qua tới bên kia luôn, rất là rộng. Nhưng mà lượng khách thì không có đông, tại vì chắc có lẽ là chưa có nhiều người biết đến đó quý vị. Rồi món tráng miệng nha quý vị, chè Thái. Trong đây là nó có củ năng, rồi mít, mít hai loại, mít Thái, đủ màu. Đây, nhìn ngon không quý vị?
ngon. Trang trí đẹp không quý vị? Đúng phong cách Thái luôn ha. Ăn xong rồi về quý vị ơi. Còn ngay chỗ này thì chờ rồi, chờ cháu nội giờ nào lớn lên thì nó mới vô đây chơi được. Mấy cái nhà hàng mở ở đây hình như nó không hợp lý lắm. Ví dụ như siêu thị là họ sẽ tập trung cho một cái khu nào đó ăn uống, còn tự nhiên ở đây vui chơi. Cái vô trong kia cái nhà hàng đó, cái bên đây thì bán đồ, cái bên kia cái ăn. Rồi xong cái ly lên trên lầu, lên trên lầu cái kia cái ăn. À, mình cái chỗ siêu thị này là sắp xếp không có hợp lý đây quý vị. Thật ra là mình phải cho ý kiến quý vị. Mỗi tầng lầu ví dụ khu vực nào ăn uống mình gom vô cho một chỗ nó thành là ăn uống. Còn cái chỗ nào vui chơi nó là vui chơi. Tự nhiên ba tầng, tầng nào cũng có đồ ăn á. Đây ở dưới tầng trệt cũng có quán ăn. Cái lên tới cái tầng 2 này, vô tuốt thì trong kia cũng có quán ăn. Cái qua bên kia cũng có món ăn Hàn Quốc nè quý vị. Cái lên trên lầu cũng có món ăn. Ủa chia ra kỳ vậy. Mình chia ra cái kiểu vậy á, là những cái người mà khách á, họ tới họ bị lỏng, họ không biết. Còn bây giờ chia để cho một tầng á, thì người ta sẽ vô chọn, à thích ăn món Hàn, thích ăn món Thái hay là thích ăn món Nhật. Còn bây giờ để ra từng ấy, từng khu vậy nè, có những người họ mới đến lần đầu tiên họ sẽ không có biết để chọn ăn. Từ chỗ đó là nó sẽ không có thu hút được khách hàng đối với vậy. Không biết là những người mà quản lý cái siêu thị ở đây không biết là suy nghĩ như thế nào, chứ nếu như mình là quản lý siêu thị đó quý vị, mình sẽ sắp xếp rất là hợp lý. Ăn ra ăn, còn mua sắm ra mua sắm, còn chơi ra chơi quý vị. Chứ làm kiểu vậy là họ kinh doanh không có được. Nè. Đó, kinh doanh không được. Mà khi mà kinh doanh không được thì họ sẽ trả mặt bằng lợi, thì có phải là siêu thị đó mất lợi nhuận không quý vị? Mình phải tính toán chứ. Hèn ơi, cái đường này nó đâu có chạy nhanh được đâu. Ba chiếc luôn. Hình như cái chỗ này là nó bị liên tục luôn quý vị. Hình như là nó có vuông hay sao á. Gần ngay chỗ khúc nhà của Misen đây quý vị. Lên một tí xíu nữa trước mặt là công ty rất là lớn, cho nên cái đoạn đường này mà nó chạy nhanh thì hiếm lắm quý vị. Mà nó bị hoài ngay chỗ đó luôn nha. Ê trời ơi, chạy đúng chạy đúng miếng quá trời kìa. Lái xe chứ không nổi hả? Trời ơi, cưng. Ây da. Ây da. Ghê không? Để coi ra đình hai ông cháu đi quý vị. Đưa cháu nội xong. Đưa cháu nội xong cái ông nội ngủ luôn hả vậy? Trời trời. Tao đất ơi. Hả? Đưa cháu nội xong ông nội ngủ luôn là sao? Ai coi dòm kìa. Dòm kìa. Hôm nay tiêu lớp cũng ra quá trời đó quý vị. Nó ra rồi nhưng mà nó chưa có chín. Nó chín là màu đỏ. Còn cái này là nó mới có ra thôi quý vị. Nè, nó chưa có già. Muối tiêu lớp ăn rất là ngon nha quý vị. Đó. Nhà Mi Sơn là còn hai cây duy nhất như này quý vị. Cây này là hồi đó má trồng. Má trồng nguyên cái khu bên đây. Cái khi mà chia đất ra cho thì nó thuộc nằm bên khu đất của Mi Sơn. Cái Mi Sơn hưởng luôn được hai cây tiêu lớp đây quý vị. Mấy cây này là cũng đều trồng tiêu lớp á, nhưng mà bỏ hết rồi, chỉ để hai cây để mình ăn thôi quý vị. Còn mấy này để mình che mát vậy thôi. Bữa nay ra cho mọi người xem cái cây khế. Người ta nói là ăn khế trả vàng á, nhưng mà bây giờ là Mi Sơn không cần trả vàng đâu quý vị. Mọi người ăn không cho không quý vị ơi, khỏi cần trả vàng. Ai coi nè, tới mùa bữa nay nó rụng nè quý vị. Dòm nè, nó chín nó rụng á. Quá trời quá đất luôn quý vị. Nè. Ừ ơi, mấy trái nè, chín nè, thấy không? Chín quá trời quá đất luôn nè. Dòm nè, rụng trắng cây luôn quý vị. Ừ, quá trời quá đất luôn. Đó, dòm nè. Quá trời không quý vị, dòm nhiều ghê không? Đó. Ăn khế đi quý vị ơi, không cần trả vàng đâu quý vị ơi. Ai cần thì đến hái nè quý vị, nhà Mi Sơn rất là nhiều. Nhiều lắm luôn á. Nè, cái cây này nè, cái khúc ngay chỗ này nó mới nhiều đây nè quý vị. Dòm nè, nhiều ghê không? Quá trời quá đất khế à. Để đó cho mẹ đi. Ăn khế trả vàng quý vị ơi. Giờ mình ra
mình kiếm cái vái mít đây quý vị. Giờ nó thèm ăn rồi. Nè, cái này nè, nó có cái cám mà mình ăn được. Còn cái này ngộ người ta. Trái này nó ngộ quá trời quá đất rồi. Coi còn cái nào nữa không. Nguyên một cái cây mít sao có một cái một à. Sao có một vái mít một duy nhất vậy trời. Không có nhiều. Mison là thèm ăn mấy cái này lắm quý vị. Ngộ đời vậy đó. Nó thèm ăn những cái món mà nó kỳ cục á. Mấy đứa lớp trẻ giờ cỡ mặn dâu Mison nó đưa cho nó này, nó không biết ăn. Nó không biết này là gì quý vị. Còn cái lứa của Mison thì ai cũng biết ha quý vị. Đây đây là mít. Mít Thái. Mít Thái. Đợt này thì nó ra không có nhiều. Thôi mình ăn đỡ. Mình ăn đỡ. Mình vô mình chấm mặn quý vị ơi. Ai coi dòm nè. Khế nè. Quá trời quá đất khế à. Đi sợ đạp. Nhiều ghê không. Quá trời quá đất rồi. Đó, hái xong. Ăn thưa quý vị. Đó. Mình chấm muối ớt dính vô. Đâu rồi. Chàng ơi, sao nó không dính vô trời. Ghiền lắm phải không? Bây giờ bơm mấy hồ bơi để bơi quý vị. Dặn vô, dặn cá. Nó sặc. Nó sặc còn chết luôn. Ê, mưa tầm tã rồi ông bà cô chú ơi, bữa nay ăn gì ta? Ơi, bữa nay nè, nè, cuốn gì nè, món cuốn gì nè. Đi bắn từ giờ sáng giờ đụng con chim. Bữa nay mình đãi Hà Tĩnh. Mình đãi Hà Tĩnh ăn món này hả? Nghệ An hả con? À, Nghệ An. Lộn. Tắm hồ bơi xong xuôi cái là bây giờ mưa tầm tã luôn ha. Tắm xong cái giờ ăn đồ nướng đồ ngon quá ta. Dữ dội quá ta. Cái này gì nữa đây? Chân gà hả? Chân gà. Rồi hàu nướng phô mai. Hàu gì tứ tẹo vậy trời. Còn cái này là cái gì? Vịt hả? Vịt nướng hả con? À, ghê vậy ta. Hôm nay mình đãi Nghệ An nha. Hả? Bữa nay con đãi ăn cái gì trời? Hả không? Quên nè con. Ai coi nhảy nữa. Nhảy nữa. Hả? 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 Bữa nay con đãi cậu với gì? Ai coi tướng. Ai coi nó kìa. Thao đãi. Đủ đầy rãi. Trời ơi cái mặt khó chịu kìa. Cái mặt con khó chịu kìa. Giờ sao? Kiếm chuyện hả? Kiếm chuyện hả ông ta? Kiếm chuyện hả ông ta? Đưa cái mặt mình lại tới ta. Đó tụi cái mặt kiếm chuyện kìa ông bà cô Trúc. Nó bậm nữa kìa. Nó ai còn gặm kìa. Gặm cái mặt kìa. Ừ đất cơ. Quá trời quá đất luôn rồi. Ăn thôi. Sau một hồi nửa tiếng đồng hồ. Chân gà hết sạch. Chân gà hết sạch luôn. Nghe ăn hết luôn. Ờ. Không còn thôi cậu. Ăn gọn ghẻ sạch sẽ luôn. Giờ còn có một mình đi ăn. Đó. Rồi đi về ngoại nữa nè ông bà cô chú. Rồi đi về ngoại nữa nè ông bà cô chú ơi. À, đưa dì với cậu. Đưa dì với cậu đi về. Đi về ngoại. Rồi xong rồi tới chủ nhật là dì với cậu đi về Nghệ An. Nghệ An. Ha. Thôi năm sau á. Năm sau con rảnh rồi con ấy trời đất ơi chui vô đây luôn. Ừ ừ. Giờ sao bỏ vô đây chở đi về luôn ha. Cô mang đi qua. Ừ. Hai bà nội đây. Bên đây. Bye bye bà nội con. À, tàn tới cơ giọng mặt kìa, ai có nụ kìa. Ừ, ai có ông nội bà trợn không? Nhá vậy riết cái thành nó quen. Trợn. Mẹ đến đâu mà. Mẹ đi đến đâu đi chị. Về nha, bye bye nha. Hẹn năm sau gặp lại anh con. Ừ. Đây nè bà nội nè, bye bye bà nội đi. Đi. Ơi mà áo sơ mi đồ dữ lắm á. Áo này là áo sơ mi đâu có co giãn đâu, bởi con mặc hoài nó không vô á. Rồi đi lên xe đi, buồn ngủ lắm rồi đó. Kêu công an bắt anh hai mà giờ lên trước ngồi gần anh hai luôn hả? Hả? Rồi kêu bắt mà sao giờ lên trước đây ngồi? Hả không? Ừ. Bye bye nha. Uống bia mà nhiêu đây nè. Giờ em tưởng đâu là quán đúng không quý vị. Còn trong đây nè. Còn mấy thùng này chưa sổ ra nè. Đây nè.
ở nhà uống không á. Ở nhà có mấy cha con nó, có mấy anh em nó thôi á, mà uống vậy nè. Giờ đi. Tưởng đâu là quán ăn á. Quán ăn hay quán quán nhậu gì đó quý vị. Mà là ở nhà thôi đó. Cái gì nó nói vậy? Cái hai cái thùng bia ăn con này hôm bữa đi mua ở bên bên Campuchia á, về cái là cái này uống xong, cái chai á, cái chai này đâu có bán chai chai được đâu quý vị. Không có bán chai chai được. Vậy giờ làm cái gì? Hello quý vị. À, cuối tuần cháu nội với con trai con dâu đi hết trơn rồi, hai vợ chồng ở nhà về xem phim. Xem phim Thái Lan. Rồi xong rồi bắt đầu mình nhậu thôi quý vị ơi. Đó thì đi ăn uống xong rồi, bây giờ là mình chỉ nhậu nhẹ thôi quý vị. Xúc xích, gân bò, ớt kiểu Thái, mực. Đó mình uống với lại bia can nha quý vị. Mình uống rồi xong mình vừa uống mình vừa coi phim vậy nha quý vị. Nhậu ở nhà nó vẫn an toàn hơn và nó thoải mái hơn quý vị ơi. Bữa nay là mình nhậu cái món này là biết cái gì không quý vị? Hồi chiều hai vợ chồng bán được dê chai, bán được vỏ bia đó quý vị. Hết mười mấy thùng bia với lại vỏ nước suối, được 150 ngàn. Là buổi tối ngày hôm nay hai vợ chồng có một buổi nhậu đi quý vị. Đó, 150 ngàn tiền bán dê chai nha quý vị. Đó, bắt đầu là giờ mình coi phim. Rồi các bắt đầu cái mình nhậu, nhậu đi mập. Vô. Đây, ly này của em. Vô thôi. Ờ, ngon quá quý vị ơi. Hello quý vị. À, hôm nay là chủ nhật. Bữa nay nhà hai vợ chồng chuẩn bị đón ông xui nha quý vị. Ông xui với lại ông ngoại xui. Coi trong đây là ông xã chuẩn bị những món gì đây. Dọn cái này là biết ăn gì không quý vị? À, khế nè, khế là khế nhà trồng. Chuối chát là chắc chắn mua ngoài chợ, ở nhà không có. Rồi thơm với lại dưa leo. Đó, còn cái món này thì dòm vô không biết ăn với cái gì. Ủa, à, ăn chung với lòng bò quý vị ơi. Đó, Củ Chi nổi tiếng là bò nha. Hôm nay là ông xã không cho ăn. Tại vì cái món, lý do tại sao có thịt này không? Tại vì thịt này Mission ăn được. Còn cái lòng bò là bệnh Mission, tất cả các loại lòng là không ăn được nha quý vị. Đây là cái lá sách, phải không anh? Gọi là gì nè? Lá sách, lá sách trắng, chứ không phải là lòng đen phải không? Gọi là lòng, lòng trắng. Đó, còn cái này là nước chấm nè. Nước chấm mình làm. Rồi, còn ai ở Sài Gòn, Xì Phố biết món này không quý vị? Đó. Cá tràn kho nghệ. Cá tràn kho nghệ hả? Cá tràn tức là giống như cá tra ở dưới sông vậy đó quý vị. Ngày xưa mà mình ngồi trên cầu ở dưới lá cá là cá đó đó. Bậy, bậy đó là cá chốt. Còn đây là lẩu. Lẩu, lẩu bò hả? Lẩu bò. Chuẩn bị ông xui qua chơi quý vị ơi. À còn nè, trong đây cũng còn. Rồi giờ mình ra ngoài mình coi coi món nào nữa nha quý vị. Món gì nữa đây? Ông Mập ơi, ông mới vừa hàng, ông mới vừa hàng cái lò nướng nè quý vị. Có chân đồ luôn. Ủa, có bánh, có bánh xe đồ luôn. Ghê không? Đó, đẩy đi lò nướng. Còn sơn nữa nha. Sơn thành màu đen nữa nè. Ngộ không? Sao anh sơn màu khác mình sơn màu đen? Sơn màu trắng đi vô. Không lấy sơn màu hồng. Ủa nướng? Ừ, chứ màu hồng. Gu của em màu hồng. Cá nướng hả? Cá nướng, ủa anh nướng rồi mà sao anh chấm than chi nữa? Ừ. Ôi, cái con cá này hơn ký quá vậy. Nè. Quá trời bự luôn. Chàng ơi, hello, hello, hello. Hả? Tao nướng gì? Nướng phèo không? Phèo bò. Phèo bò hả? Ờ ơi, dòm nó kìa. Luộc sơ xong cái nước. Ngon lắm. Ngon không? Người có người không biết ăn. Ôi, em ăn rồi. Người không ăn được, quên rồi. Không ăn, không ăn. Rau trước hả? Giờ bắt đầu xong rồi, mình dọn đi qua bên ngoại quý vị. Thôi Mì Xuân phải giỏi lắm. Đó, nó giờ phải dọn lên nè, thấy không? Đó, công nhận phải dọn, thì ớt còn nắng mà phải đi dọn. Giỏi, giỏi, giỏi. Bữa nay bà ngoại nhà có một mình hả anh Xuân?
Đâu rồi, Hoàng Thượng đâu? Ông ngoại, khỏe không ngoại? Dạ, dạ. Ơi, Hoàng Thượng ơi. À, Hoàng Thượng đi chạy mãi tơi rồi rồi đó mà cô chú ơi. Ai tra, bệnh hả? Thao rồi. Lây ba hả? Chết mẹ rồi, trông bệnh rồi. Sao rồi? Hả? Con đây ba trông bệnh rồi hả không? Chết mẹ rồi, sao mặc đồ kỳ vậy? Hả? Trời ơi. Bác ta đi trì rãi ngay coi cái mặt kìa. Ủa rãi nó còn cái miếng rú này trên này trời. Ai ra ơi, bây giờ dọn qua nhà bà cố. Giờ đi qua ngoài ơi chết cha, bay nón. Ô trời ơi. Gió bay quá xá. Rồi ba đem cái lòng bò qua. Đem lòng bò qua rồi nướng. Để ra coi coi súng đạn là cái gì. Đâu? Cái này là súng nè, còn này là đạn. À. Đạn là cái này. Mà đạn con gì con? Bò. Bò hả? Cái súng bò hả? Súng bò gì vậy sọc? Súng bò tới mấy khúc luôn. Ông xui nhà tôi á toàn là ăn súng đạn không à quý vị, mà không ăn xong không biết ông có xài không ta. Đây đang nói ổng đang nói xấu ông xui. Anh xui, tôi nói ông xui ông ăn súng đạn vậy rồi không biết ông có xài không ta. Ông ngoại rồi xong rồi quý vị, chai này của ông cậu Út bên xui chai rượu cầm qua. Hả, có mấy cái mắm này á là rùi nó bu vô hả quý vị. Còn món này của chị hai về làm cho má đó, nước mắm gừng má thèm ăn vịt quý vị. Rồi xong quý vị ơi, mời cả nhà cuối tuần đó quay trở lại món này đây quý vị. Đó, cái này đạn này quý vị, ông nào cài chớn là nó sẽ nướng giống y hệt vậy luôn. Dạ. Ông ngoại với ông Út, ông anh xui nghe ớn. Rồi con mời ăn cái cá này nè. Xẻ nó ra. Cá lóc nướng chui. Mà không có nướng chui mình nướng than cái gì. Đó. Anh ơi. Tí mặn đi, cái mặn không? Đó, ngon chưa? Mắm phấn ngon. Đó, bộ đồ lòng cho bà ngoại. Bà ngoại. Hả? Sao không ăn? Bia không mê không? Nhưng mà nó được thành phố mới. Đâu có. Cầm bia luôn rồi. Uống bia luôn vậy bà cô chú ơi. Không lấy luôn. Đó, qua bên đó vậy mới chịu á. Bà tay lên đứng coi không? Đừng có quên đứng không? Một tay tháng 7 này mới đứng lên được. Không, cái bài này là không có đây. Chứ trường đến đặng tư muốn. Nó này cũng có ngoài chứ. Đặng tư đặng ngoài chứ. Quay hả? Tay là quấn cái tay mình luôn á. Nãy dữ lắm. Thì thứ này thì thứ trường ở bên cái nhà mấy mà cô chú ta mà đâu là nước bao nhau được không? Chạy đây chẳng em. Không có bí thư với mà. Chín rồi, ngon ghê không quý vị. Đây. Cái này là lòng bò. Đó mình nướng, nếu như mà ai muốn ăn cho nó giòn hơn tí xíu thì mình để vẫn giòn hơn tí rồi quý vị. Đó. Ngon ghê không? Còn cái hai cái này á là hai cái trứng gọi là đạn á. Súng đạn của con bò mà ông xui của mình, ông lại khoái ăn cái này quá trời quá đất luôn. Rồi vô thôi, ngon ghê không quý vị. Nè anh ơi, nè cắt đi nè, chín rồi nè. Tôi kéo không, tôi kéo không kia rồi. Đừng có uống này. Nãy giờ là cô 8 lon. 8 lon rồi đó quý vị mà chưa có xịn. Đó. Ông cô cắt đây. Ông cậu cũng cắt đây luôn quý vị. Xịn không quý vị ơi, 8 lon rồi đó. Xịn hết rồi quý vị ơi. Ông ngoại lên vòng nằm luôn rồi. Ông xui còn rồi. Bây giờ mình chia tay quý vị ơi. Chia tay. Chia tay 4 giờ chiều rồi. Chia tay. Ấy trời,
rữ rọi hơn. Chứ ta không có nè, rữ rọi rồi. Ê trời ơi, trời ơi. Mặt cưng quý vị. Trời. Bây giờ mình chia tay quý vị ơi. Chia tay. Giờ này xỉn hết rồi. Xui, dây xui, dây. Cái kia là cái gì? Tặng cho ông xui cái cây chúc đó quý vị. Cây chúc là cái món ăn mà nó Thái Lan, tất cả những món Thái Lan nó đều có cái lá chúc này đó quý vị. Ừ, nói vậy đi. Đó, mà để làm sao hả, nó chở được thì mình đem về anh xui. Anh Hơn. Anh Hơn, đúng rồi, anh xui. Đẩy ra xe. À mập. Cái này tặng cho anh xui đây quý vị. Từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều. Nắng quá trời quý vị ơi. Dạ ngoại về, hẹn gặp lại ngoại ơi. Nắng quá không có ra được ngoại ơi. Đây tiễn ông xui với lại ông ngoại về quý vị. Xỉn quá trời quá đó quý vị ơi. Ê, sốt nữa thấy không? Con phải mang vớ chứ mang nó không được con ơi. Chảy máu chứ không phải giỡn đâu. Vô lấy vớ đi con. Lấy vớ mang vô. Từ tức cư. Chạy nghe ào ào để đó ông bà cơ trớ ơi. Hả? Đó. Thả ra cái là nó chạy như là xe tăng vậy đó. Nó đã quá đi. Ai ta ta. Ai chỗ ô chỗ ô chỗ ô chỗ ô chỗ ô chỗ. Đó, thấy không? Từ đất mang vớ nè, mang vớ để chuẩn bị chạy xe nè ông bà cô chú. Mà chỉ cần để vô trong vòng 5 phút thôi là con rớt cái đôi giày con ra liền ông bà cô chú ơi. Đó. Anh chạy nghe đùng đùng vậy đó ông bà cô chú ơi. Rồi, chạy đây. Ok. Nè. Đã quá trời ơi. Nên. Được nè. Sao con không kéo lên cho nó thẳng á con. Bung giò.